Chơi nó, chơi nó. Mày đúng. Trời ơi. Đây, thằng này nó mặc đồ đẹp, nó đi đâu vậy ta? Hôm qua giờ tụi bay có thấy nó đi lù lù đi đâu hoài không? Để tôi đi theo dõi nó thử coi, coi thằng này nó làm cái gì. Thằng này lâu dữ mày. Tao đoán đúng mà. Có cái chị nào á đưa cho nó cái bịch gì bự lắm. Theo kinh nghiệm trường đời của tao, chắc chắn là ghẻ nó tặng rồi. Sao mày biết ghẻ nó? Hôm qua giờ tụi bay có để ý không? Nó đi sớm về muộn không à. Với lại là nó ngồi trên ban công nó điện ngay á. Có không? Có. Mày nói cũng có lý á. Có khả năng là ghẻ của nó. Về kìa, về kìa. Chà, bánh gạo dinh dưỡng cool vậy tự nhiên không ta? Cái này chắc mua nhiều tiền lắm thôi kìa. Mày cứ nói vậy hoài nhá ơi. Nó mua càng nhiều tiền thì càng nhiều tình cảm. Này thấy mày trưởng thành rồi đó. Mày cứ nói vậy không à. Ai lớn rồi cũng có tình cảm thôi. Mà mày nói tao nghe coi, mày đang tương tự em nào vậy? Nói nhỏ anh em nghe thôi, anh em không nói ai đâu. Đúng rồi. Mấy bay nói gì vậy? Nay sinh nhật em gái tao mua món quà bất ngờ tặng nó mà. Chứ ghệ gọc gì ở đây? Ủa không phải hả? Không. Mà bao nhiêu quà cáp xịn xòm không tặng cho em mày. Tặng cho em mày bánh gạo dinh dưỡng cuôn chi mày? Thì em tao thích ăn bánh gạo dinh dưỡng cuôn. Với lại bánh gạo dinh dưỡng cuôn được làm từ gạo giống Nhật và công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản, bổ sung thêm canxi cho nhóm em mau cao lớn. Lại còn chuẩn 4-0 nữa chứ. 4-0 là gì mày? Hồi đó giờ tao chỉ nghe 3-0 không à. Thì 4-0 á có nghĩa là không chiên qua dầu, không cholesterol, không chất bảo quản, không phẩm màu. Tao tưởng chuẩn 4-0 là mày không cho ăn thì anh em tao không biết hương vị, không ngon á thì không lấy tiền. Nè mấy ông thần, muốn ăn thì nói đại đi mà đặt khịa. Bánh gạo dinh dưỡng cuôn vị tự nhiên. Ê gã, bánh gạo dinh dưỡng cuôn là chỉ có hai vị là vị tự nhiên với vị tương nhật này thôi hả? Đâu có, ba vị lận. Ngoài hai vị này ra còn vị bò nướng BBQ nữa. Nghe là thấy hấp dẫn rồi đó. Chưa hết đâu, khi mà anh ăn bánh gạo dinh dưỡng cuôn á, anh phải sử dụng toàn bộ giác quan của mình. Thằng này xạo mày, ăn là dữ lắm là sử dụng là vị giác thôi, chứ làm gì mà sử dụng toàn bộ giác quan. Đâu, giờ anh thử nhìn vô cái bao bì coi, anh có thấy đẹp, anh có thấy bắt mắt không? Có. Thì đó, anh đang sử dụng thị giác đó. Đâu, bây giờ anh xé ra anh ăn coi. Đó, anh ăn vô thấy làm sao? Nghe tiếng giòn giòn đá tai mày. Chị tương nhật thì mặn mặn ngọt ngọt đó nè. Với lại thơm mùi nước tương nữa chứ. Cái này là tự anh cảm nhận đó nha, chứ em không có bắt ép gì à. Còn cái xúc giác cảm nhận bằng tay nữa đâu mày? Nhã nó đúng rồi đó, xúc giác cảm nhận bằng tay đâu. Vậy chứ anh đang làm gì? Ê, hay nha. Tao kết cái bánh gạo dinh dưỡng cua này rồi đó. Đúng kiểu là bùng nổ giác quan luôn á. Mà thôi, anh em ở đây chơi đi nha. Tôi đi sinh nhật cái. Có gì anh Phú hỏi nhớ là nói tao đi sinh nhật nha. Ok. Ê, gì? Cục mấy để lại cho mấy anh em tao ăn được không mày? Đúng rồi, lỡ cho mình cho luôn rồi. Cho luôn á. Ok, cảm ơn nha. Ăn thử đây. Hello, xin chào bạn. Chào bạn. Chào mừng bạn đã trở lại với Cơ Phải. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ quay lại cái series câu cá đêm cho tất cả bạn cùng xem nha. Tại vì một phần là do anh em mình bữa giờ không có thời gian để quay cho bạn xem, hôm nay đã có thời gian rảnh rỗi rồi nha bạn. Mày định câu cá đâu à? Tao lên núi câu á. Trả lời đàng hoàng cái mày. Người ta câu cá người ta câu dưới sông chứ đâu. Biết là câu dưới sông mà câu chỗ nào. Mày hỏi làm cái gì? Mày trả lời đi. Thì tao chọn được cái địa điểm hợp lý lắm. Cái khúc sông Hoang Du. Ghê lắm. Hoang Du hả? Ừ. Mà mày có đi khảo sát chưa? Chưa. Cái gì? Sao không đi khảo sát đi, dẫn tụi tao đó câu. Khảo sát làm gì? Cũng cái giống vậy nè, Hoang Du nè. Đợt trước á, mày nhớ mày dẫn tao tới cái chỗ Hoang Du câu cá không? Rồi sao? Câu một hồi mới biết, tao ngồi lên nguyên cái mồ luôn. Câu có dính con nào đâu. Cái đó là do mày câu cá dở, không dính. Dở cái gì? Tao có lo câu đâu, tao ngồi tao chắp tay niệm Phật không câu gì đó. Nếu mà hôm nay câu cá đêm á, anh có lời khuyên này cho mấy bạn nữ nè. Vụ gì anh Thành? Nếu mà hôm nay đi câu á
tuyệt đối là không đi đánh lẻ đi một mình nha. Nếu như có đi thì đi chung với anh, chứ đừng đi chung mấy thằng này, không có an toàn đâu. Thằng này nó nói gì vậy anh em? Đi với mày mới không an toàn á. Đúng rồi, đi với mày không an toàn đâu, đi với tao mới an toàn nè, đúng không bà Ngân? Hình xui không biết nữa. Nói chung á là không có ai đi đánh lẻ được với ai đâu. Bây giờ mình bắt đầu chia đội nè, mỗi đội tự quản lý nhau, ok? Ok. Mà khoan đi, anh em có đồng ý là đi câu cá đêm không? Trời ơi, mấy bạn yêu cầu mà chơi đi. Chơi đúng không? Chơi. Nếu chơi, ngay bây giờ không để bạn cho lâu nữa, anh em mình let's go. Let's go. Rồi anh em tập hợp ra đây. Ê Hòa, thấy cái thùng nó hơi bần nha, có cái thùng nào khác không? Đổi đi. Có thùng nè. Ở cái thùng này bỏ qua không quên luôn đi. Kiếm cái thùng nó đẹp đẹp tí ba. Thùng này là đẹp nhất rồi đó, mấy thùng kia bể hết rồi. Ê, nhưng mà thấy mày ghét sau lưng nè, thấy giống cái ông thầy vậy nè, ông thầy thích gì à? Thích làm gì làm đúng không? Đâu có phải. Thầy thích gì ta? Thích làm gì làm đó mày ơi, tao nè. Mà thôi bỏ qua cái đó đi. Rồi, bây giờ mình bắt đầu chia đội nè. Ở đây, mình sẽ chia thành hai đội. Một đội cắm câu và một đội câu cá trong thời gian nguyên đêm đi. Nguyên đêm, đội nào mà bắt được nhiều cá nhất lấy giải thưởng 5 triệu. Wow. Nó nghe giải thưởng là nó sáng con mắt rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ bắt đầu. Bắt đầu bốc thăm chia đội. Ở đây có 9 người. Mình chia đội 4, đội 5. Ok. Rồi. Cái này xui nè. Rồi lượm. Bạn Ngân trước. Mở luôn hả? Mở đi. Cái gì đây? Cần câu tay. Câu tay mà vui. Không vui chứ gì vui. Ôi được. Anh Thành. Anh Thành á. Cái gì đây? Cần câu cá. Được rồi. Tới nè, vô ơi. Anh Hảo. Ủa? Anh Hảo ơi. Anh Hảo câu giỏi không? Cần câu cá. Ok. Qua đã. Mày ha, mày dương trong cái tay tao ha. Thôi Đặng, bớt nóng đi. Cái mặt mày mục sừng rồi kìa. Thôi, nói chứ nè bố mày Đặng. Bố mày mày. Mà thôi, mày anh cả lớn rồi. Để cho còn nguyên bốc trước đi. Lý đó hả? Trời ơi. Cần câu tay. Wow. Rồi ai tay đâu? Ai tay? Tay liền. Tay. Wow. Vô được. Lên vô bàn đem tâm tay giùm các bạn nha. Rồi anh em lấy dụng cụ đầu câu của mình à. Ok. Đội hồi nãy Ủa cầm lộn. Mày cắm câu lấy câu tay chứ mày. Nè. Câu cắm ở đây là có ba mấy 40 cần á. Lấy đây. Ok. Rồi. Đưa. Đây là mồi cho bên đội cắm câu nha. Nhái. Nhái này cắm cá lóc hơi bị nhạy luôn á. Ê lỡ bên tôi mà không có gì ăn lấy nhái ra ăn được không? Mày bị điên à? Ai biết gì mấy bà tí. Rồi. Còn đây là cái thùng đồ câu của bên mình nha các bạn. Vui không? Vui. Hết tất 15 cái rồi vô quay. Mày á. Lẹ. Gì hết đất nữa mày? Mày giật cái gì vậy? Tao chưa quay xong mà. Tao không có làm gì đâu. Lẹ đi, tranh thủ. Thôi lẹ cha ơi. Ôi đồ. Rồi. Bây giờ đội nào ra đó xong rồi đi cắm câu hay đi câu cá gì đi. Ok. Đây là cái khúc sông mà mấy anh em mình sẽ câu nha các bạn. Rất là hoang du ghê lắm. Rồi, bây giờ khoét lỗ đi câu. Cá rất nhiều. Ôi không tắm lưỡi rồi lấy khoét lỗ chi mày. Ồ quên. Đây gần câu hôm nay mấy anh em sẽ sử dụng gần câu thục nha mày. Rồi bây giờ tóm lưỡi đi rồi xuống mồi.
vậy? Có sao không? Ngồi đâu đây với trên nội? Bỏ bà khuấy cái lỗ đó để làm hồ bơi tắm luôn hay vậy? Nhà ông kêu khuấy to ra tới ngoài kia kìa. Vậy là được rồi. Khuấy tới ngoài kia câu cá sấu hay gì? Rồi có gì ông nói với ông á, tôi nghe. Rồi mình bắt đầu đi cắm câu nha các bạn. Đây là khu vực mà mấy anh em mình sẽ cắm câu. Rồi mỗi người một sào cào đi. Cào gì? Cào lúa hả? Để lộn, mỗi người một sào cắm đi. Một sào cắm gì ông nội? Rồi anh áo bên đây cắm đi. Mỗi người một chỗ cắm đi đúng chưa? Ý là mỗi người một con mương để cắm á. Tự nhiên một xào cào gì, gì nói gì trời. Hiểu không? Nói gì ta không hiểu luôn á Thành. Thiệt luôn á Thành. Bình thường ông Đặng nói đã khó hiểu, ngày nay tên Thành nói khó hiểu hơn ông Đặng. Ừ, bắt bẻ quá câu đi. Đây, anh cầm cho, anh gửi cho. Cái này cắm chứ đâu câu đây anh Thành. Thì cắm đi. Ê Đặng, gì? Mày dẫn tao đi cắm chỗ nào mày? Đấy, cái này nè. Gì? Ổn không mày? Ổn chứ không ổn, chỗ này không có người qua lại nên chỗ này ổn mà. Dễ dính. Ê! Rồi tối ai thăm? Ờ, dễ mà, mày thăm. Sao lại là tao? Sao tao, mày thăm mà, có gì đâu. Mày thăm đi, mày cắm đi mày thăm. Ủa rồi đồng đội nhau không thăm, giờ muốn được hả mày? Thì thường mày cũng đánh lẻ mình mà, nay thăm có sao đâu. Tối mình đi chung với tao nha. Mình đi sao đâu. Cắm đi. Trời nhát dưới vậy Thành. Mô gì Phật ông bà phù hộ cho con kiếm cá nè. Mô gì Phật. Nói gì Thành? Thì tao kêu ông bà phù hộ cho tao dính. Dính thôi, xíu đừng, xíu. Đừng có nói xui lắm. Ok cắm đi cắm đi cắm đi rồi đi nhanh. Phụ gì nữa mày? Cầm cho tao bịch coi, để tôi căng. Ok. Đồng đổi nhau, phụ nhau chứ chơi. Ăn cầu dính nha mày. Ừ. Đó. Nhắn liền. Giống cái thằng này. Nhai đai kìa. Bây giờ tao tưởng nhai không biết đai. Đai người này cắt thúi đầu luôn quá. Trời ơi, không sao đâu. Biết đâu coi chừng mai tóc mày mượt hơn sao. Mượt gì mượt. Cắm đi. Cắm đi, đi chỗ khác nè. Sao mà con ếch với con nhái mà nó giống nhau mà sao nó có hai tên khác nhau ta? Đâu nó khác nhau mà. Đâu nó đều là động vật có bốn chân mà. Sao mà giống nhau được. Con nhái nè nó ốm, nó dài, nó nhỏ, hiểu không? Còn con ếch là nó mập, nó bự mà nó cục lại, hiểu không? Ủa vậy chứ con cá lóc nó cũng có con mập con ốm mà sao nó lại có tên giống nhau ta? Giống như con người mà nè, phải có người mập người ốm, hiểu không? Giống như chị ốm cưng mập, người ta nhìn vô là người ta biết liền à, khỏi cần phải kêu. Ê tiếng game chưa đụng chạm tới chị luôn á. Ý là chị đang giải thích, cưng có hiểu là chị đang giải thích cho cưng không? Tụi mắc gì chị ví dụ, không ví dụ chuyện khác, chị ví dụ mập ốm chi? Chị đang đụng chạm tới tổn thương của em á. Rồi mắc cái gì, tao đang cắm câu rồi đập nước hoài hả? Tao cho tao bay xuống nước chung với hai nhái luôn giờ. Ê sao nào không căng quá à? Dạ khó tính như thầy. Thôi đi cắm đi để khỏi chữ. Làm xong câu rồi không, nó không câu đi nó đi đâu hết rồi. Cái gì vậy? Lại nhìn lên trên cây mới thấy nha. Ê. Làm xong câu không đi câu đi làm chảnh ngồi chảnh làm gì vậy? À. Nãy con dế nó bọt đó đây nè, tao với quà trèo lên bắt dế. Con dế nó leo lên trên đó. Có quay vậy mà ăn ngon hả? Đi xuống lên câu câu. Thôi. Không. Tao cầm gì mà la không mày? Con cầm đâu? Tao nói chứ tao hái cho anh em tổng bộ để có sức câu cá. Ờ cũng được, hái đi. Sao kỳ vậy nhỉ? Cái gì? Sao mà nhảy lên chửi người ta xong rồi nghe nói tẩm bổ cái là chịu liền hả? Có thực mới giật được đạo, bạn nghe chưa? Không được vậy, mình là đội trưởng á. Đi câu cho nó khỏe. Ăn này sốt ruột thì sao? Mà có ăn gũ tôi. Ờ, có ăn gũ bà ha. Ừ, ok, hợp lý. Để sốt ruột chung. Lo đi, móc mồi chứ phải thả con câu đi kìa. Chả biết cho ngon ăn cái dừa. Ăn gì? Kìa. Ngay cái dừa dưới góc. Xích chó hả? Nhớ mắt thấy thật. Thôi nó chứ bẻ một hai nhánh đi xuống này anh em mình ăn.
Rồi câu cá luôn. Rồi bây giờ mình sẽ móc mồi xuống cần nha các bạn. Mấy anh niên kia thì vẫn còn hai cốc ở đẳng. Hôm nay anh em mình đánh bằng mồi dế nha. Mồi này thì cá nó bao ăn luôn nha các bạn. Úi dùi nó bò kìa. Không sao đâu. Rồi vô mồi. Tim dê nói canh chua, thèm hoài nổi măng kho. Móc đi cha nội ơi. Cái gì vậy? Từ từ. Ok, mình phải từ từ. Mình phải từ từ. Tìm về nổi canh chua, thèm hoài nổi măng kho. Thôi mệt quá. Xong chưa đi? Xong rồi, xong rồi. Vô. Câu được rồi. Gì vậy? Gì vậy? Nhiều không, nhiều không, nhiều không? Quá trời luôn nè. Vô rồi, vô. Ê, ý vô ra rồi. Ý cái nhánh nó có mấy trái mà. Tao kêu tụi mày bẻ cái nhánh nhỏ thôi. Bẻ nguyên cái nhánh bự vậy ba. Thì biết nãy mày kêu bẻ nhanh. Bẻ một nhánh, hai nhánh gì xuống ăn. Tao kêu bẻ một hai nhánh là bẻ như vậy nè. Bẻ gì nè. Trời ơi. Cái đó là trái mà. Cái đó là trái. Nhánh là gì nè. Nãy mày không kêu bẻ trái. Nói không đàng hoàng chi. Ừ. Không sao nhỉ. Ok, lỗi tao, lỗi tao. Mày bẻ kia, cái nhánh có mấy trái mà, một cái nhánh cho ba. Mày lấy, mà hồi mày câu cá xong á, mày lấy cá nướng ăn với lá cốc luôn đi. Ừ, ngon luôn, cá quấn lá cốc. Ờ, tao là người gọi cá ăn luôn. Thôi kệ đi, xuống cần. Trời ơi, nói cái gì vậy trời. Rồi, bây giờ mình xuống ở đây đi. Dính nè, tao chịu. Mày cắm ở đâu vậy Thành? Trời ơi, nhóc chỗ luôn mày không cắm, mày cắm ở đây hả mày? Mày kiếm lục đạn trong đây hay gì vậy? Vậy là mày không biết rồi. Mày có coi chuyện ếch ngồi đáy giếng không? Thì thường là sẽ có con ếch bự núp trong những cái hố này. Tao chỉ cần cắm con nhái ở đây thôi là con ếch nó sẽ phóng lên ăn. Thế là mình đã có con ếch bự rồi. Đồ ngu, đồ anh hại. Đó, mày hiểu chưa? Hiểu gì mày hiểu, cái lỗ này bị sập gì mà sao dính được? Gì đây? Ê, con này con ếch, con nhái vậy? Nhái với mày nè. Nhá gì đường giác con có gì một cho ba lửa vậy? Tụi con nhỏ 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 đi. Trời ơi, con này thấy con như con quỷ. Cái lóc nó nhịn nó sợ luôn á. Vậy là mày không biết rồi. Mày có nghe câu thả con tép bắt con tôm chưa? Bây giờ tao sẽ thả con nhái bự để bắt một con cá lóc bự. Thế là tao sẽ có con cá lóc bự. Lý thuyết thì đúng rồi đó. Nhưng mà biết được hành cái sao đó. Mày nãy giờ thấy mày xàm gì lắm rồi đó. Thôi đi chung với tao cắm nè. Cầm một nhái theo mày. Mấy niên này đem lại cái cống, xả nước vô câu nha các bạn. Cá nó mới rỉa luôn rồi. Mọi thượng thả đây hả? Thả vô sâu tí nữa. Rồi xuống cần đi cú thật. Sụm xuống cần đây. Gỗ cửa trái tim. Vậy là câu gì nữa? Tại bà Ngân kìa. Không á, tôi đang cầm cần ông đi qua làm chi á. Rớ nồi câu gì mày? Mày biết đâu giờ sao mày? Hả? Sao? Có cách. Tao gỡ cái màu ra luôn. Oh no. Ra được đó. Không, 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 không ra được đâu. Được, không, được. Không. Chứ đó nùi sao gỡ ra được. Tao có cách. Cách sao? Dục hay câu mua câu mới. Thôi được cách rồi. Mày tốn rồi à. Tốn quá xíu, bây giờ mày gỡ lâu lắm. Còn không thì tao với bà Ngân câu chung luôn. Wow, gà, gà. Rồi, thấy chưa? Tôi đem cái kéo lại đi chưa? Nó sợ mày ơi. Ừ, sợ, nó sợ. Nó sợ. Rồi, thả con câu đi. Rồi, dính cá các bạn ơi. Wow. Thằng trẻ cái lồng canh. Cái lồng tông. Ủa, cái lồng tông bự gì hả? Ờ, lồng tông đột biến. Ngon đấy. Quá đỉnh. Xong ra xong câu. Ôi, câu trong đây trước đi, xíu ra xong câu bữa tối có phao đèn con mới dính. Cá bự người. Bự không? Bự. Nè mày nhìn nè, mày nhìn nè. Nè. Nhìn nè. Đó đó đó. Ê, đó. Từ, từ. Đó. Giật, đó. 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 Ui shit. Dạ quá ba ơi. Đó đó đó. Đó. Mất con phao luôn. Rồi, đó luôn. Rồi, khỏi này rồi. Nè, nè, qua, nè, qua. Dễ liền luôn đó. Nè, các bạn coi chúng mình nó vậy nè. Ôi, quà xui quá mày ơi. Ôi mày ơi. Rồi, câu đi nha, tao qua kê, coi. Kìa. Mày nhả gấp. Gì vậy? Dính cây rồi. Câu gì mà dính cây á ba?
Nãy giờ thấy mấy người kia giật quá trời giật, tới lúc cô giật là nó dính qua cái tác xin giật cái qua đây luôn rồi. Giật xuống. Rối nồi luôn rồi. Rồi. Đậu xanh. Thằng nào ngu vậy? Cần câu có gô mà đi cắm cá lóc. Quay gì trời. Đắng. Cái gì? Xíu qua bên đây cắm nè, bên đây bụi nhóc luôn nè. Ê, đừng gọn hết nó ra nha. Cần của tao á. Gì cần của mày hả? À? Ừ. Sao mày nhắn gì mày ngu với Thành? Tao ngu vậy, tự nhiên mày chửi tao ngu. Thì nè, cần câu cá gô mà mày đi cắm cá lóc. Vậy là mày không biết rồi. Cắm cần câu bự thì mới dính cá bự. Cắm cần câu nhỏ mày á, sao dính cá bự được. Ủa cá này không dính cá gì? Bao la cần đây mà. Bao la cần gì thì tao muốn là dính cá bự thì phải cắm cần bự. Mày để em đi, tối nay dính con cá lóc 2kg luôn cho mày coi nè. Không nói chuyện với mày đâu. Nói chuyện với mày hại não quá. Thằng này di chuyển tùm lum chỗ câu hết rồi. Ê, mày giả ngu hả mày? Đang tập trung câu cá mày. Mày từ đằng kia mày nhảy qua tới đằng này, hồi mày nhảy đâu nữa? Câu người ta cố định một chỗ, người ta kiên trì câu chứ. Tập lên thì chạy chỗ khác câu. Thôi, tao lấy câu này câu luôn. Ê mày, mày. Giỡn giỡn. Ôi ơi nè. Đậu xanh. Dạ. Lúc bao luôn. Nè. Lại cái nữa đi. Dựng kiệt trời ơi. Ê ê ê ê, có đồng tỉnh. Thôi bỏ này qua bên này ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống tâm sự một xíu vấn đề bữa giờ thật ơi. Tao mày có gì tâm sự đâu mày. Có à, bữa giờ có đầu tùm anh không? Có. Rồi có thấy gì lạ không? Vẫn vậy à. Khủng mày. Có. Cái gì? Thì mấy bạn comment á, nói tao là ăn hiếp mày quá trời luôn. Ừ. Rồi sao nữa? Mấy bạn tu xích tao. Ừ. Rồi sao nữa? Thì mấy bạn cũng biết rồi. Mình chỉ muốn tạo tiếng cười cho mấy bạn thôi. Thế lại anh em mấy bạn giỡn hết là chuyện bình thường thôi. Thằng thật ghẻ nó đâu có buồn đâu. Nói gì? Thế lại anh em mình vẫn còn bình thường rồi, đúng không ghẻ? Mình đâu có muốn đập nó gì đâu mấy bạn. Hợp lý không? Hợp lý đó. Thì nếu như mà các bạn không thích thì chắc mấy món mình không dám chọc ghẻ nữa các bạn ơi. Ừ đúng rồi đúng rồi. Nếu bạn không thích thì mốt căn nhã không chọc mình đâu các bạn ơi. Sẽ không có những tiếng cười đâu các bạn. Vì vậy thì chắc sắp tới mình với con ghẻ mình cho nó nhiều hơn nha các bạn. Gì mày? Cho nó nhiều hơn. Cái gì? Tưởng mày nói gì tốt đẹp. Ê tao kể tao. Mày coi liệu hồn nha. Thì nói chơi thôi các bạn ơi. Mình với ghẻ nói chơi thôi chứ chung với nhau mấy năm trời. Ờ anh em đi học rồi nhỏ tới giờ mà các bạn. Tình anh em chúng ta. Anh em á là phải có lúc huy có lúc hoạn nha các bạn ơi. Mày giỡn mày nha. Trời ơi các bạn ơi, giỡn ơi. Nói chứ anh em mình giỡn vui thôi nha các bạn ơi. Giỡn vui. Có qua có lại mà các bạn. Có qua có lại mới tội lòng nhau đúng không? Có qua có lại. Trời cũng đã sắp tối nha bạn, mấy anh em mình vừa mới cắm cần xong. Anh Nào còn cần nào đâu anh Nào? Bên anh còn cần nữa xong rồi. Bên mày sao đang? Còn cần nữa. Rồi. Ok, mấy anh em mình đã cắm xong nha các bạn. Giờ thì đợi tới tối xong rồi mấy anh em mình sẽ đi thăm nha các bạn. Ăn hay không là nhờ buổi tối này nha các bạn. Ừ, cắm xong rồi đi vô nha anh em. Tối rồi nha các bạn. Trời sắp tối xuống rồi. Nó vẫn kiên trì ở đây mấy bạn ơi. Hay. Ở đây có cái lỗ câu cá rất là đẹp luôn. Hồi nãy ghẻ nó bị giật một cái lúc phao luôn các bạn. Mở giật không dính. Cá cá. Quẩn cá. Đâu? Kẹt cái gì? Kìa. Wow. Chơi. Từ từ. Ê bị dính rồi, dính rác rồi, từ dính trời. Từ xuống gỡ đi, lội xuống đi. Lội ngân. Kiếm cái gì? Ê, giờ lấy cái gì vớ vô không? Mày lội xuống đi. Đây. Ngân cầm cây gì chặn lên. Lẹ đi. Ê giật cái bụng lên luôn. Ghê. Ê.
Dạ lên. Dướng. Wow. Yeah. Gì? Wow. Một em bé xe trắng. Wow. Quá đã luôn. Hay quá vậy. Sao tôi cũng câu chỗ này mà nó không dính. Tôi nói rồi buổi tối nó mới ăn. Quá đã ơi, cá chê trắng luôn nè. Lắp phao đèn vô, Có phao đèn này thùng á. Quá đã. Rồi, bạn Ngân. Bạn Ngân, đi lấy em tôi cái đèn câu đi. Đi nè. Đằng lúc đó. Ủa. Rồi em nói chị dính cây luôn rồi kìa. Cái số của bà là cái số dính cây chứ không phải số dính cá phải không? Cho nên là cứ gỡ đi. Rồi móc mồi vô câu giống bà đi. Có cá rồi đó, tối là ăn rồi nha các bạn. Rồi mình cũng đi câu luôn. Tối nha các bạn, giờ mấy anh em mình sẽ đi thăm cần nha. À, anh em. Tối rồi, anh em đi chung đi. Mày từ từ. Giờ đi từng len trước đi. Đây là ổng dính nha các bạn. Nhỏ còn nhái nè. Ê, hay là để lại đi. Để lại hay nhổ? Để đi. Không, sửa sổ sổ lại. Đừng. Đừng. Đi. Thấy nghiệp quá trời luôn kìa. Đâu? Kìa. Mày lại đi gỡ đi. Quá. Đậu. Ê. Yeah. Yes. Được một con rồi nha các bạn. Một em cái lóc nha các bạn. Nó kéo mà cái cần nhịp kìa. Thấy kìa. Bà già mày, mày gỡ ra đi. Bà xảy bây giờ. Làm tội mạnh nha. Làm chuyện tao muốn chửi không à. Ủa, cắm gì rồi? Lẹ đi cha ơi. Yeah. Một em nha bạn. Quá đẳng cấp. Lẹ quá trời luôn kìa. Anh đẳng cấp có đẳng cấp không? Quá đẳng cấp rồi, quá đẳng cấp. Anh đẳng cấp có phong thấp không? Có phong thấp rồi, có phong thấp. Đi. Còn riêng nha bạn. Ngon. Ngon. Nhưng cá lóc con đẳng luôn nha bạn. Nhưng cá lóc con đẳng luôn nha bạn. Có cái cận này nè. Rồi. Cổ đèn xuống đây ơi. Rồi. Ê cái cận kìa. Tao cận lúc đi về luôn. Rồi. Ra bánh coi ơi. Ra 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 để bay bánh. Bay. Được không cha? Đâu không đâu. Sao mày? Ê, không. Ê rảnh dữ ha. Ở đây có đường nhỏ dưới rồi không ạ? Ôi cá. Hèn ghê nó lúng xuống. Ê đẳng coi chừng nó dính kia nó xảy luôn á. Rồi rồi, đây. Wow. Bự. Mình rút cái cây ra luôn đi. Còn em cá lóc nha các bạn. Ê đã coi còn con nhái không? Cần của tao á. Nó tắp cái vuột nhái ra về. Không, tao hỏi cần của tao á. Anh Thành cắm cá sấu hay gì anh Thành? Gì? Cắm cá sấu hả? Có đâu. Trời, cái thằng khổng lồ luôn. Hai em nha bạn. Khởi đầu khá là thuận lợi luôn. Thằng này ngồi đây hoài không biết có dính cá không đây. Dính cá không đây, ngồi đây ngoại mày. Không dính qua kia câu tao kìa, bệnh mới dính con. Nãy giờ nó ghẻ đây nè, câu nó có được đâu. Trời ơi, câu cá gì chết luôn rồi trời. Nãy giờ ngồi đây mấy tiếng đồng hồ chưa dính đâu mày. Từ từ mới dính. Thôi đi bệnh à. Đi. Cao ơi. Dính cá bạn ơi. Dính không? Dính. Ui cá chê đó kìa. Cầm đèn cho tao. Đi. Lẹ. Từ từ. Lẹ. Gọi với mắt tao hoài dây. Gọi mày. Gọi con cá kìa. Đâu. Ui. Ôi. Từ từ. Từ từ. Bộ em cá chê đen đua luôn. Bây giờ đi nghỉ đi. Đi không kêu mệt gì hết. Gọi đèn, gọi đèn. Trời ơi. Đâu? Nè. Cá lóc. Anh đi, anh đẳng đi trước. Anh u. Nè. Cá lóc anh em ơi. Nha các bạn. Đây cá lóc này, cá lóc. Khúc cho. Mày bay. Ba lần rồi đó. Chà, một em cá lóc nữa nha các bạn. Coi đẳng kìa. Thì làm gì mày ướt nữa đây? Bài qua đây có cá lóc. Dạ. Nãy phải bóng qua xin đèn tưởng đâu cá sấu mà. Ê, che lại. Nước lưỡi luôn nè. Một em cá lóc nữa nha các bạn. Nhìn mỏi gan như đẳng luôn nè. Ờ à, như hai bố con luôn. Cận nha em Thành. Ờ nào. Ê Tân. Bỏ ăn mày. Bớt khịa tao đi. Giận xíu con quýnh nữa. Thì anh em mình có một lời tâm sự muốn nói với các bạn.
thì dạo gần đây là mấy bạn hỏi mấy anh em mình là tại sao mà kênh Tam Tai của anh em mình ngừng hoạt động. mày nghĩ sao đây thật sự với bạn fan mày cười chân ơi đừng có cười nữa nghiêm túc thì anh em mình cũng tâm sự luôn. Mày đừng có cười nghiêm túc mấy bạn đang coi mình nè. Rồi rồi tập trung anh em mình cũng nhắm nói được thì mày nói đi không được lên đi ngay thôi im đánh gì vậy lại chào lại thì mình là người biết rõ chuyện nên mình sẽ kể nha bạn tiếp theo luôn vô thì à thì do là kênh Tâm Lai của mấy anh em bị khá là hao hụt kinh phí nha bạn. Đang nói được quen đang cay rồi đó nha đang nói được quen để cho nói khúc cuối nữa do kênh Tâm Tai mình anh em mình thiếu hụt kinh phí khá là nhiều cho nên là anh em mình phải ngừng. Tao nói nó kỳ vậy tao mày nói được không mày nói đi mới chửi tao xong mày ra luôn đừng quà đi quà nó cứng nhất à cứng nó không có mềm luôn á thì sự việc mày nói đi sự việc này như vậy do là khỏi tập trường đi xàm ôi bây giờ nói gì vậy ơi câu rồi mày à, nãy giờ tâm sự chung với ê thì ra là cứ có một bạn fan muốn tâm sự với anh em mình mà không muốn nói núp dưới đống lá nãy giờ không dấn luôn migo rồi thì bạn cảm thấy khi mà anh kênh Tâm Tai anh em mình ngừng hoạt động như thế nào mình cảm thấy á vì kinh Tâm Tai bị ngừng hoạt động. Thấy không? Tao nói mày có bạn fan rất quý. Ủa anh em mình. Hỏi tại sao fan mình bao nhiêu năm rồi? Hỏi fan bao nhiêu năm rồi? Nên anh thành lập mới có 1 tháng em fan anh bao nhiêu năm rồi? 2 năm rồi. Mới thành lập 2 năm rồi. Cái này chắc có nồi cháu ếch ngon nè. Ủa cháu công chưa? Fan cứng rồi. Hỏi thử mấy câu nữa thôi. Hỏi rồi biết không? Hỏi gì mày? Thì mày hỏi nó đi, nó đang trả lời, nó đang nói. Hỏi nhà nó đâu rồi? Nhà mày đâu? Nhà em ở cạnh bờ sông. Bờ sông? Chổng có nào? Không dính rồi con ơi. Bên mày sao Đặng? Bên Đặng còn không nữa. Đặng. Đặng đâu đứng nào ta? Đặng ơi. Bà nội cha tới giờ nữa tối ông leo cây đi nha thôi ba bắt bây giờ đây cái giò đứng dưới kìa nó leo cây ăn gì vậy gì vậy gì vậy ba cái gì chân trơn nha tao hỏi mày có cá không gì chứ nói nó bị gì chạy tự nhiên leo cây xuống rồi chạy vậy tổng kết sau cùng là mấy anh em mình vừa ra thăm thì dính được ba con nhé bạn ba con ngon rồi ê nữa đây bây giờ thì mấy anh em mình sẽ đợi thêm tầm 1-2 tiếng nữa cái rồi mấy anh em mình đi thăm tiếp nha các bạn thăm một vòng nữa rồi thu cần nhiều luôn là cũng là khuya luôn rồi đó rồi không xuống đi mày đu đó làm gì vậy cao quá mày ơi rồi cao dữ chưa có 50 cm thôi đó nhảy xuống đây đây đu vô dạ xuống gỡ mày lẹ gì mày câu kia tôi gỡ mày mày gỡ không nhưng mà cần của mày mà mày gỡ không sao tôi mày, gỡ lẹ đi gỡ đi ổn á ổn á không biết có cá sấu dưới đây mày trời nó tám cái chắc cục giò tao luôn á lẹ đi sợ mày ui tôi mới đạp chung cái gì mày ơi thôi lên mày ơi ghê quá mày đạp cái đó trơn trơn còn đỡ đó một hồi mày leo lên đây rồi tao đạp mày xuống dưới lại đó thôi nó kia để tao gỡ mày ơi mày gỡ cái lưới câu thôi mà mày làm gì nó mô với đà phật chứ mày mày biết cái quần gì ở dưới đây có ma da đó giờ cũng khuya rồi nha các bạn ơi giờ mấy anh em mình sẽ tiếp tục đi thăm cần câu cắm của mấy anh em mình nha không biết có cá không đây không có đây đang nghe không
khởi đầu không được tốt là một cần không có nha các bạn. Hey. Dạ. Lóc lóc. Ngon. Vô vô vô. Phụ phụ nó nào. Phụ nó đi nào. Trời ơi. Gỡ gỡ gỡ. Thôi nó cứng đơ luôn rồi, chết luôn rồi. Trời ơi. Nãy giờ mình để lâu quá. Nó bị quấn với sình kìa. Con này mới chết hả? Thôi, tiếp tục đi. Cần này thì sao? Mất nhá. Rồi, mất tiêu luôn. Có, bụi này có cá nè. Nó ăn rồi. Góc này nhìn biết rồi. Con cá tát mất nhá gì. Này làm gì nằm rồi? Ừ. Mệt xíu. Nghĩ gì? Con cá mệt quá hay gì? Ngồi ngắm trăng xíu. Trời, khuya mà người ta còn cao kê nó không nổi. What the hell? Nghe mà tao buồn ngủ luôn. Hèn chi tụi này câu cá mà tụi này ngủ luôn. Dính không? Nãy giờ có dính con nào không? Có. Có không? Dính cây. Bà dính cây hoài ấy. Dính gì mới dính tứ lưa mấy cây đây hả bà? Bà thọc giỏi coi chừng có. Dạ tôi đang chưa nói xong à. Vừa qua mấy. Ủa nãy giờ không dính con nào nữa luôn? Không. Dính hai con rồi thôi hả? Rồi dính gì nữa mày nói đi. Vậy thôi. Rồi đã nãy giờ có dính đâu. Chờ tí nữa đi. Nãy giờ tao ăn chắc có 300 trái cóc rồi đó. Ủi trời ơi. Chưa dính cá đâu. Nó mà có rẻ không? Hả? Có rẻ không? Có rẻ mà không dính. Nãy qua xảy mà. Công nhận lâu lâu. Sao xanh mày. Lâu lâu sao? Lâu lâu sao? Lâu lâu đi câu cá gì đã. Được không Huy ơi? Sao tối không thấy được? Qua trước đi Phúc. Rồi. Cây này thì không có nha các bạn. Đẳng thì nó đang đi trước để thăm dò mấy cần câu nha các bạn. Ở đây có đây có con. Đây có con. Ê, đi đi đi. Ôi. Ê, cá kìa. Đâu? Kìa kìa. Đi đi đi. Đúng rồi. Dạ. Thì các bạn dính cá nè. Cần hay giờ kiếm rồi. Ông kiếm cần này hả? Ừ. Lên kiếm lên kiếm lại. Đây đưa đưa liền cầm cho. Mày dưới luôn đi. Trời ơi. Biết cái đang ở đây gặp nước không nào? Trơn không? Baby sách lấy đi rồi cá sảy bây giờ. Cá kìa ông nội. Cá đi. Em để luôn á, để sáng luôn không sảy nữa. Còn dưới luôn bây giờ. Nước mát á chị. Đây con rồi. Giờ tắm luôn cho. Wow. Dạ. Yeah. Thì thêm một em cá lóc nữa nha các bạn. Cầm cây dưới đây. Ê, còn con gom hết cần chưa? Chắc rồi. Ê, gom hết cần chưa? Còn con còn hai cần nữa mà. Cần còn hai cần nữa xong rồi. Không biết ở đâu luôn rồi. Ờ vậy thôi, chị gom hai cần đó đi xong rồi vô tổng kết luôn. Đi. Cũng khuya rồi đó. A few moments later. Rồi này về đó hả? Đúng rồi. Thấy vô. Ô. Dữ quá trời. Chứ sao, đợi ông nhiều không? Rồi, anh em, vô đây tập hợp mình tổng số cá nè. Vô đây đi. Đội tôi cũng dữ lắm, cẩn thận đấy, cẩn thận á. Bây giờ mình sẽ tổng kết cá. Rồi, cắm câu được 5 em cá. Thì lúc đầu là mình định là cân số ký các bạn ơi. Nhưng mà mình nhìn vô vậy là mình biết đội cắm câu thua chắc rồi. Bên mình ở luôn nhiều lắm. Thấy được bình thường không? Bên mình bao nhiêu con quá này? Nè nè nghe tiếng nè nghe tiếng. Đổ ra đổ ra. Dữ vậy hả? Đổ ra bà. 2. Trời ơi. Con nè, 2 con nè. Rồi vô đó. 3 con nè đó, 4 con nè. Được rồi. Kéo lại chạy kìa. Ủa có 2 con mà kêu nhiều. Ừ bên tôi 2 cá chê. 5 con nè. Thì đấy nhã nói nhìn chỉ số là nó biết rồi. Rồi. Như vậy là xin chúc mừng đội cắm câu khỏi cần cân mình cũng đã biết đội chiến thắng rồi nha các bạn. Dành gì giải 5 triệu cho đội mình. Wow. Được 5 em cá lóc. Mỗi em cá lóc xứng đáng một củ nha. Ủa nhưng mà cắm ở đâu vậy? Cắm ở bên đây nè, tốt bên kia kìa. Wow, đỉnh đấy. À, bên mình đứng dậy ơi. Đứng dậy. Ủa, 2 em cá chê hôm nay chết với anh em tao. Thất bại thì mình làm lại thôi. Thất bại. Rồi. Anh Hảo, Hảo cầm cái đèn đi. Bây giờ nè, bây giờ mới là hạnh phúc nè. Đừng có gọi dung chá chá. Không rồi. Đây, giải thưởng 5 triệu dành cho đội thắng cuộc. Điểm thôi đủ chưa? Yeah. Đây nào.
Điểm này đủ chưa? Tự nhiên nãy buồn ngủ giờ hửi cái mùi này nghe nó tỉnh luôn rồi anh em. Hồi nãy nhét tiền sẵn vô túi, tưởng đội mình thắng, ai dè thua. Cũng phải trả lại thôi. Nhưng mà vui, thấy anh em thắng cũng vui. Vui không? Vui. Vui thiệt á. Ừ, vui thiệt. À, hai anh em vui không? Vui. 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 Làm lại, làm lại. Anh em cũng có giải thưởng nữa. Bây giờ đem mấy số cá này nè, mình đi nướng mình ăn. Vậy là nó lấy tiền nó không lấy cá đúng không? Đưa cá đây. Ừ. Cá này. Sao? Từ từ. Chưa. Giờ ai cũng có công thức phải không? Công thức là công gì? Công thức. Giờ là đội anh công thức. À, đội cưng công thức. Giờ thấy là đội cưng là có sự cố gắng trong cái thử thách này cho nên là đội anh quyết định là cho 1 triệu. Giờ anh em có wow. Ok. Nguyên cái nào nguyên đồng ý anh. Tao Yến thật xin không nhận nha. Hai bài bớt đi. Không nhận nha. Thôi tao Yến qua. Tao không nhận. Cái thử thách này khá là nguy hiểm nha. Không có được, không được. Cái gì? Cái tiền này á, cái tiền mà nó lấy đi, lấy đi, lấy đi. Không nhận rồi, nhận rồi. Ok. Rồi, bây giờ đi rút lửa nướng cá ăn. Ok. Ok. Cá gần chín hết rồi nha bạn. Ôi chà, quá khói rồi. Mấy bà kia buồn ngủ hay vậy? Đang ngủ hay vậy nào? Không biết đâu, ngủ hay vậy? Ngủ rồi gần lát anh em ăn hết cá luôn rồi đi về. Đâu, tao ngủ luôn anh. Nằm chờ thôi chứ ngủ đâu. Ủa thấy mới ngủ hả? Nằm chờ thôi chứ ngủ đâu. À chờ hả? Ừ, chờ. Ừ, chờ. Mới chờ à. Quỷ, mày chơi ngu vậy hả? Không mở rồi. Trái tóc sao mày? Tao mù hoài trái tóc đỡ hơn, tao không mở. Thật cái chân mày không mở, sưng giống như tao như thật. Bị mày, đợi mày đỡ hơn, bị dẹm tống như mỏ mày. Bình thường nhà thấy anh ngủ sớm mà anh Thành, sao không đi ngủ sớm đi? Đâu có được. Cá gần chín rồi kìa, để tao ăn xong cá đi cho mày ngủ. Chín rồi nha mày, bây giờ anh em mình tranh thủ ăn nha. Chứ mà hồi mưa là khỏi ăn luôn á. Bắt giới tới rồi. Ui, ăn đi em ơi. Bắt giới với mẹ cán ghệ ở cán vợ nha bạn. Ăn lẹ lên. Ăn lẹ đi mày nói hoài. Lẹ lẹ nhả, quá đói rồi. Từ từ bình tĩnh. Đó đó đó. Rồi cầm đi. Trời ơi, cầm đi. Trời ơi. Mời bạn nha. Wow. Wow. Lụm lụm áp. Xin đi muối, xin đi muối cái. Muối kìa nhanh lên. Cảm ơn nha. Trời ơi. Rồi dắt bắt lên nữa. Mời bạn nha. Quất cướp. Rồi đóng á. Tôi xin miếng muối. Muối nè. Rồi phi vô trái đất luôn. Chậm luôn. Mưa rồi phải đánh nhanh đi, đánh đi. Giỡn ngoài mày ăn tắt với muối ngon lắm nha. Rồi không ăn cái gì để tao anh em tao cho. Muối. Muối gì? Để tao ăn cho. Anh Thảo ơi nè, cá anh Thảo. Ăn đi, ăn đi. Ừ. Có luôn. Ui, có luôn rồi. Ok. Mời bạn ăn nha. Ui. Ui cho con ăn hết. Ui cho con ăn hết con cá ngày cái đi. Nướng lẹ đi. Đó là anh. Vừa nướng cá xong là mưa tới luôn bạn ơi. Hơi luôn á. Ra khó luôn. Cho tao miếng cá chê đắng ơi. Cứu tao, cứu tao. Bẻ. Ui, mui mui mui. Nè. Gấp lắm rồi, gấp lắm rồi. Chưa lần nào mà tới ăn cá mà bị tra tấn như vậy. Tới rồi, tới luôn rồi, tới luôn rồi. Tới luôn, tới luôn. Tới anh Thảo luôn nè. Thôi thôi thôi. Anh xong chưa, anh xong chưa. Rồi, anh xong rồi, kìa đi. Lạnh lắm rồi. Lỡ rồi cho tới luôn đi. Ăn nhóm này chạy về cũng được. Cái này chữa mình thay vì mình đi Đà Lạt thì mình ở nhà mình ăn BBQ ngoài mưa. Ừ, lúc đang mưa rào rào mình cũng ăn BBQ á. Ừ, mưa lớn luôn mày. Ông trời con nó giỡn. Quá lạnh luôn à. Rồi, ăn xong tôi có cách này sưởi ấm cho anh em nè. Cách gì? Nhảy vô đống lửa nè. Tàn luôn à. Có nào ông trời chụp hình mình đâu anh em. Ê bậy. Cái miệng của anh Thành nữa, anh đã mở cái miệng ra không có hên được một miếng nào rồi à. Chửi, ừ chửi. Chửi. Thôi thôi. Thôi thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Em cũng lo ăn rồi, không nói chuyện được với anh Thành đâu. Cả tôi có trứng nè anh em. Đây em ăn giùm cho. Thôi thôi thôi. Để anh ăn giùm được. Trứng mà thôi nữa hả anh Thành. Thôi rồi.
Thôi rồi. Tôi không có trứng nè anh em. Ủa đâu phải cái con bóng. Tao cũng có trứng nè mày ăn không nhỉ? Đâu? Chắc về nhà mới được mày ơi, ở đây lạnh quá nó teo rồi. Rồi, ăn no nê đúng không? Về đi anh em ơi, mưa tới rồi kìa. Thôi, đến đây thì anh em mình cũng xin kết thúc video luôn nha các bạn. Đừng quên cho mấy anh một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ mấy anh em mình. Đồng thời đừng quên xíu em phải quay kim cương. Mày đi phải. Đừng quên. Quay tính năng lượng quá kìa. Quay càng nhiều nó hôi chứ càng cao thôi nha các bạn. Bây giờ thì anh em mình xin chào hẹn lại các bạn. Bye bye. Bye bye. Nhỏ nhỏ thôi. Mạnh quá. Đi gì? Đi. Đi đua. Let's go.